Vợ chồng Hoa hậu hài Thu Trang hôn nhau tình tứ không rời ở Thái Lan. Dù hẹn hò và cưới nhau đã lâu, nhưng cặp đôi này luôn ngọt ngào khiến người khác phải ghen tị. Thu Trang Tiến Luật được biết đến là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực hài kịch. Không chỉ thành công về công việc, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tính đến hiện tại, họ có hơn 10 năm hẹn hò và kết hôn, nhưng cặp đôi này vẫn ngọt ngào như những cặp đang yêu nhau mặn nồng. Mới đây trên trang cá nhân, Thu Trang vừa đăng tải hình ảnh của mình và ông xã. Hiện tại cả hai đang ở Thái Lan để nghỉ ngơi cũng như kết hợp du lịch dịp lễ 8 tháng 3. Thu Trang Tiến Luật khá thoải mái, thể hiện tình cảm, thậm chí hôn nhau tình tứ ở mọi không gian của xứ sở chùa vàng. Khá nhiều nghệ sĩ cũng tham gia vào chuyến đi này. Không ngại chốn đông người, Thu Trang Tiến Luật vẫn hôn nhau nồng nhiệt. Tại khách sạn riêng, họ cũng tranh thủ hôn nhau tình tứ. Gắn bó với nhau một thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn giữ được lửa trong chuyện tình cảm là điều không phải ai cũng có thể làm được như vợ chồng Thu Trang Tiến Luật. Tiến Luật còn rủ rê diễn viên Anh Tú cùng đi mua quà cho người phụ nữ của mình. Anh chia sẻ lên trang cá nhân, 8 tháng 3 là ngày mai mà hôm nay hai anh em tốn nặng nè, hạnh phúc là được nè. Từng áp lực về kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chính sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của hai vợ chồng đã tạo nên cuộc sống sung túc khiến bao người ngưỡng mộ.